Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn á, là cái nhiệm vụ live TV này nha các bạn. Đó, nhiệm vụ và sẵn luôn cái nhiệm vụ mà tiệc đồ ngủ vui nhộn luôn nha. Đó, hai cái luôn nha các bạn. Đầu tiên đó cái là nhiệm vụ live trước đi. Thì mới vô game á thì nó sẽ kêu các bạn á là chạy lên cái ngay cái chị này nè. Đó, và nhận nhiệm vụ các bạn. Đó, và mình sẽ nhận nhiệm vụ nha. Rồi, không biết chị này chỉ kêu mình làm cái gì đây. Hãy ghé thăm tiệc tại nhà. Ồ, khá là dễ nha. Ghé thăm tiệc tại nhà rất là dễ các bạn. Đó, các bạn chỉ bấm vào phần tiệc tại nhà nè. Và các bạn thấy vô đại cái tiệc nào cũng được các bạn. Đó, vô đại, ví dụ mình vô đại tiệc của bạn này đi, Bình Minh có em nè. Rồi sau khi vô mình làm hoàn thành nhiệm vụ thì mình được 50 điểm like nè các bạn. 50.000 điểm nha, 50k điểm luôn, ghê thiệt. Quá chừng điểm luôn các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ trở lại nhiệm vụ nha. Đó, quay lại Blaza. Rồi sau khi quay Blaza rồi á thì mình sẽ tiếp tục chạy lên cái chỗ kia mình nhận nhiệm vụ tiếp nha các bạn. Chỗ hồi nãy ấy. Đó, nhận nhiệm vụ tiếp nè. Không biết là lần này cái chị này sẽ chỉ cho mình làm cái gì đây các bạn. Ồ, hãy ghé thăm tiệc tại nhà. Ủa, tiệc tại nhà ghé hoài vậy. Tiếp tục làm y chang hồi nãy nữa nha các bạn. Rồi mình nhận 50k điểm nữa nè. Đó, giờ được 50k điểm like nữa. Nhiệm vụ khá là dễ nha. Rồi không biết là lần này nhiệm vụ nó sẽ cho mình làm cái gì nữa đây. Đừng nói là chụp hình tiệc tại nhà nữa đi nha. Hãy gỡ lượt thích cho 10 người. À, gỡ lượt thích các bạn, vậy là thả tim rồi. Đây, thả tim cho bạn này. À, thả tim khá là dễ các bạn, đi mình đi tim dạo là được. Bạn đây nè nè. Đó, tim cho mấy bạn này nha. Rồi vậy là mình tim đủ rồi nè các bạn ơi. Đó, mình sẽ là ở đây mình trả nhiệm vụ nha. Wow, nhận được 50k điểm nữa. À, dễ dữ trời. Đó, còn vẫn còn nhiệm vụ các bạn ơi. Vẫn là 50k điểm nè. Hãy nhận lượt thích từ 10 người khác. À, bây giờ đến nhận người nhận lượt thích các bạn ơi. Trời ơi. Rồi vậy là mình phải đi xin tim rồi. Bây giờ đi xin tim mình cũng đủ 10 tim rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ thì mình sẽ quay lại mình trả nhiệm vụ nha. Đó, vậy là mình xong nhiệm vụ nhận tim từ người khác 10 rồi nha các bạn. Rồi, xong nhiệm vụ của cái chị cô ti đây luôn rồi. Bây giờ mình sẽ qua đây nha, đối diện nè các bạn. Đó, mình làm nhiệm vụ của cái anh này nha. À, không biết là nhiệm vụ của anh này nó kêu mình làm cái gì đây. Hãy hỏi thăm về công thức món ma thực à. À, cái này đồ hãy qua bên Campin rồi các bạn ơi. Đó, mình qua bên Campin qua kiểu này cho nó nhanh các bạn. Đó, cái nhiệm vụ gì mà liên quan tới mũi tên là nó khá là dễ các bạn. Bây giờ thì chạy lên đây là vào thôi. Đó, chỗ mà của cái ông ghép bét đó mọi người, ở trong cái hang núi nè. Đó, chạy thẳng vô đây luôn nha. Đó, vô đây mình sẽ nói chuyện với cái ông già ở trong đây nè các bạn. Đó, vậy là xong nhiệm vụ khá là dễ ấy. Ờ, nhiệm vụ gì khá dễ dữ vậy trời. Rồi nói xong thì mình sẽ về Blaza các bạn. Đó, mình sẽ về Blaza bằng cách này cho nó nhanh nha. Rồi mình sẽ trả nhiệm vụ nha các bạn ơi. Đó, nhận được 50k điểm nữa nè. Ủa, cái gì vậy? Mlem, ui về rồi đà. Đây à, mau cho tôi biết đi. Cái gì ta, nguyên liệu cần có. Trời đất ơi, hồi nãy mình quên đọc rồi. Ấy bà ơi, bấm đại nha các bạn. Ê, hên quá chúng luôn. Vậy là hồi nãy mình nói chuyện với cái bác bên kia mọi người, bác lão già bên kia để mình nhận. Trời ơi, lò vi sóng hả? Phải nấu bằng dụng cụ nào? Nấu bằng dụng cụ nào? Ờ, vậy cái đầu tiên rồi, cái ma thực. Tại giờ bên kia là liên quan tới ma thực các bạn. Ô, hoàn hảo, ô, hên quá các bạn ơi. Hồi nãy mình quên đọc nhiệm vụ của cái ông già bên đây các bạn. Trời đất ơi, hên quá, mình làm đại các bạn, trúng. Ủa, hết cho làm luôn hả? Làm được con cái hả? Vô rồi. Rồi qua đây tiếp tục nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ nhận nhiệm vụ bên đây nha. Một xíu nữa mình nhận nhiệm vụ rồi chắc mình xíu nữa mình nghĩ là mình nói chuyện với Mave vậy. Mave Red ở đâu chạy à, hơn với có mũi tên nè. Lần này thì mình sẽ rút kinh nghiệm nha các bạn. Mình rút kinh nghiệm là mình sẽ đọc nhiệm vụ nha. Hồi nãy mình không có đọc nhiệm vụ các bạn, mình bấm nhanh quá, nhém nữa là bấm hụt rồi. Rồi rồi chạy qua đây nha. Ủa, vậy là qua bên khu nghỉ dưỡng à. Rồi qua bên khu nghỉ dưỡng nha. Ủa cái gì vậy? Tôi đã trở đến điệu nhảy mà chúng tôi định thực hiện. Mình là điệu nhảy gì trời? Mình bấm đại nữa nha các bạn ơi. Rồi, lần này hụt rồi. Không chịu đọc nhiệm vụ nè. Đó, hậu quả của không chịu đọc nhiệm vụ các bạn. Rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm. Đừng có bằng nào giống như mình nha các bạn. Trời đất ơi, qua đây đọc lại nhiệm vụ các bạn ơi. Không chịu đọc nhiệm vụ á. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc nhiệm vụ nha. Bạn có biết về thử thách vũ đạo hot nhất gần đây không? À, được thôi, nhận nhiệm vụ cái nha. Rồi lần này thì nó sẽ cho mình vũ đạo nè các bạn. Bây giờ mình phải để ý mình đọc mới được. Đừng lo lắng, tôi sẽ nói thứ tự cho bạn, hãy nhớ kỹ nhé. Đây nè, bây giờ bắt đầu nhớ kỹ nè các bạn. Trước hết nhảy lên xuống nha. Đây cái chữ vàng nè các bạn. Đó, cuối cùng là vũ điệu bổ củi. Bổ củi nhảy lên xuống và vũ điệu bổ củi. Rồi rồi rồi, nhảy lên xuống như là vũ điệu bổ củi. Nhớ nha. À, không đọc nhiệm vụ là mình sẽ không làm được á các bạn. Không phải may mắn được rồi, may mắn hoài đâu. Hồi nãy may mắn là một lần rồi các bạn, không phải may mắn được hoài đâu.
lên xuống và bỏ củi nha, lên xuống trước. Rồi bây giờ thì nhảy lên xuống nè. Hai, rồi tới bỏ củi nha. Ủa trời đất ơi, cho mình đi sang nói với chuyện với một người khác nữa rồi. Đi đâu đây? Gì đây? Ủa trả lời đây à? À đây là cái chị bắn bét mà. Rồi tới bỏ củi nha. Đấy, ở trên mua điều bỏ củi. Tuyệt vời. Ồ vậy là xong nhiệm vụ rồi nè các bạn. Phải như vậy, vậy là xong rồi đó. Lại chạy nhiệm vụ không biết là còn nhận được hay không á. Hy vọng là sẽ cho mình nhiệm vụ nữa đi, làm cho nhiều một xíu các bạn. Ủa gì vậy? Selfie à? Ủa này cái chỗ mà câu cá mà. Nó quay là quá trình nhảy các bạn. Wow, quẩy luôn. Xịn. Ôi xịn vậy. Wow, đẹp. Ồ nhiệm vụ gì hấp dẫn bạn. Ồ 50k điểm. Wow xịn nha. Ủa vậy là hết rồi hả? Ủa hết hả? Gì là các bạn, để mình vô mình kiểm tra cái nha. Wow nhận được khá là nhiều đồ các bạn. Nhận được cái gì nè? Ở đây là cái gì nè các bạn? À cái poster và một cái ghế. Rồi ngày mai thì mình sẽ tiếp tục nhận nữa cho bạn. Hình như là hết rồi. Bữa nay là nhận được 30k điểm rồi, 300k điểm chứ. Wow khá là xịn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn bên cái nhiệm vụ mà tiệc đồ ngủ vui nhộn nha. Ê, đầu tiên á thì các bạn sẽ nộp ảnh dự thi, rồi các bạn sẽ bấm vào cái camera như này nè các bạn. Nhưng mà chưa nha, trước khi các bạn tham gia cái sự kiện này á thì các bạn nên thay đồ trước nha các bạn. Đó mình sẽ vô điện thoại nè, mình thay đồ nha. Các bạn thay đồ ngủ với các bạn để cho nó đúng chủ đề nha. Rồi sau khi mình thay được cái bộ đồ ngủ rồi á thì mình sẽ tham gia sự kiện nha các bạn. Đó bấm vào nút like nè, và chuyển xuống cái dự kiện nè, và bấm vào cái máy ảnh ngay này nha các bạn. Rồi bắt đầu bấm chụp nha. Là phải về nhà mới chụp đồ à, cũng ổn á. Ok sự kiện là đồ ngủ cho nên là mình mặc đồ ngủ cho nó đúng nha các bạn. Đó nó đúng chủ đề nha. Rồi bấm lại nha. Rồi bắt mình về nhà, sau khi về nhà thì mình sẽ bấm lại để mình chụp cho các bạn. Bạn muốn chụp ảnh để gửi dự thi phải không? Đó cái mình bấm vô chụp nha. Chụp sao thấy rõ tên nữa nè các bạn. Đó vừa thấy tên mà vừa thấy bộ đồ ngủ của mình nữa các bạn. Rồi như thế này nha. Rồi mình sẽ chụp lại nha các bạn. Rồi nộp bài dự thi nè. Gì vậy? Không thể chụp ảnh có tên nhân vật hay bong bóng chat. Trời đất ơi, vậy là mình phải ẩn tên nhân vật đi rồi các bạn. Đó ẩn tên nhân vật đi nha. Đó vậy nó sẽ như thế này. Đó nếu mà ẩn tên nhân vật đi á thì mình sẽ lấy sự dễ thương của mấy con bé nữa nha các bạn. Đó mình sẽ đứng mình chụp chung với mấy con bé nè. Ẩn hết tên và bong bóng chat nè. Rồi như thế này mình nghĩ là khá là ok rồi các bạn. Ai đó đây? Trời ơi ông nội vui là ai vậy trời? Báo tôi hay gì nữa rồi. Chụp cái nha các bạn ơi. Rồi nộp bài dự thi nha. Rồi mình đã gỡ bài dự thi xong rồi nha các bạn. Ai đây? Ủa không phải vui hả? Trời đó là tưởng vui các bạn. Đó vậy là mình đã gỡ bài dự thi xong rồi nè. Đó. Rồi mình sẽ nhận tiền sau nha. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu á là làm nhiệm vụ tiếp theo là bình chọn nha các bạn. Bấm vô đây nè. Và làm nhiệm vụ bình chọn. Đó thì nó gửi ảnh cho mình nè các bạn. Ui ảnh ở đây đẹp quá, dễ thương nữa. Rồi mình sẽ bình chọn cho bạn này nha. Ok. Rồi tiếp tục ảnh tiếp theo nữa nha. Một ngày mình chọn 4 lần à. Bên đây nè, bên đây đúng chủ đề nè các bạn. Bên đây nữa nè. Đúng chủ đề thì mình tặng nha các bạn. Đó, đồ ngủ mà, đồ ngủ bên đây mới đúng nè. Bên đây là chất quá rồi. Mặc dù bên đây thấy nó đẹp hơn á. Đồ ngủ ở bên đây nè. Bạn này ngủ sexy vậy. Bên đây là bên đây bạn này lạnh hay gì vậy? Thấy mình ok bạn Hương Lan hết nè. Wow, rồi nhận nhiệm vụ tiếp các bạn. Đó rồi tới bắt đầu là kiếm điểm à. Kiếm điểm vậy là mình đây mình đợi người khác chấm điểm cho mình rồi các bạn ơi. Đó hồi nãy mình gỡ hình rồi đó, bây giờ mình sẽ đợi người khác chấm điểm cho mình nha. Sau khi người khác chấm điểm cho mình á thì khi mình đạt đủ 4 sao trở lên đó các bạn, đây hoặc là 4.8 sao trở lên á thì mình sẽ được 50 kim cương nè. Nếu mà mình được 4.5 trở lên á, đó 4.5 sao trở lên á là 4.5 sao á các bạn. Đó đó, nói chung là nhiều người chấm điểm cho mình á là mình sẽ được cái quần nè, 4 sao trở lên á được áo nè. Đó là nguyên cái bộ đồ ngủ giống cái bạn này nè các bạn. Đó giống cái bạn mà đang cầm điện thoại nè. Đó khá là xịn nha. Tiệc đồ ngủ vui nhộn các bạn. Và ngày mai nó sẽ có một cái chủ đề khác nữa thì phải. Đó nói chung là mỗi ngày mỗi chủ đề hay gì các bạn cũng tùy nha. Nói chung là các bạn gắng chụp ảnh đồ ngủ đúng chủ đề và đẹp đẹp một xíu nha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ gỡ bài dự thi lên thì khá là ngon ấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục xem nhiệm vụ còn cái gì nữa không nha các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục xem bản cập nhật mới nó sẽ có những gì nữa nha các bạn. Đó, nó sẽ có ngôi nhà mới nè các bạn ơi. Và ngôi nhà mới này thì 455 thỏi vàng các bạn ơi. 455 thỏi vàng là tương ứng với tới 1 triệu mấy lần các bạn, 1 triệu 2 lần á. Trời đất ơi, 1 triệu 2 để sở hữu được căn nhà khu nghỉ dưỡng các bạn. Được 1.500 nội thất và 60 khách nè, có thể sử dụng phương tiện. Khá là mắc các bạn ơi, mình nghĩ chắc ở video sau thì mình sẽ review ngôi nhà này cho các bạn nha, hoặc là các bạn có thể vào tiệc tại nhà các bạn. Đấy, các bạn bấm vào điện thoại nè và các bạn bấm vào tiệc tại nhà và các bạn sẽ đi thăm kiếm nha các bạn, kiếm những ngôi nhà mà nào mà có khu nghỉ dưỡng nhà mới. Đây ví dụ như bà nhà của bạn này nè, các bạn lấp ly vậy nè. Trời đất ơi. Rồi mình sẽ review sau nha các bạn. Đất ơi, thốn quá thốn luôn. Đây các bạn bấm vào cửa hàng là các bạn biết là 455 thỏi vàng là bao nhiêu rồi các bạn. Bấm vào thỏi vàng nè. Đó. Các bạn bỏ ra 1 triệu 3 để mua là 450 thỏi vàng rồi các bạn. Thiếu 5 thỏi vàng nữa. Đó, mình phải nạp thêm 49.000 nữa các bạn. Đó, tầm 1 triệu 3 nha. 1 triệu 3 các bạn. Trời đất ơi. Nghèo luôn, mua xong cái nhà là nghèo luôn các bạn ơi. Đó cho nên là mình quyết định là mình sẽ không mua nha. Mình sẽ đi vào nhà của người khác mình review nha các bạn. Và bản cập nhật mới nó sẽ có một cái hộp mới nữa nè các bạn. Và hộp này là dành cho con gái các bạn ơi. Nhưng mà mình là con trai mà, mình quay cái hộp này để mình lấy cái gì ở trong đây chạy. Tôi không biết tôi quay tôi lấy cái gì trong đây luôn các bạn. Cho nên mình sẽ quyết định là mình sẽ không quay nha các bạn. Đó, không bốc thăm nha. Đó, những bạn nữ thì các bạn có thể bốc thăm nha các bạn. Đó, cũng khá là siêu cute dành cho những bạn nữ á. Và nó có một cái mới nữa nè các bạn là quầy đăng ký nè. Đấy, quầy đăng ký thi câu cá. Đó, giảm 60% à. Ok, rồi mình sẽ mua cái quầy này nha các bạn. Và mình sẽ review cho các bạn xem mà cái quầy này nó sẽ có cái gì ở trong đây nha. Rồi mình mua xong rồi nha các bạn ơi. Rồi nhận đây à, nó đây nè các bạn. 10 kim cương nè. Đây là cái quầy thi câu cá nè các bạn ơi. Không biết là cái quầy này nó sẽ thi như thế nào ha. Rồi sẵn đây mình nhận luôn những cái phần thưởng này luôn nha các bạn. Đó, hộp kim cương nè. Trời ơi, gì cái 5 kim cương vậy trời. Rồi hộp bốc thăm nè. Rồi không biết là ra cái gì đây. Vô. Ồ, một cái bàn hoa sen mà. Và 200kc nữa nè các bạn. 3.000 điểm vương miện nè. Và một cái gói VIP pass free. Khá là xịn nha. Và cái avatar nữa các bạn. Rồi mấy cái này á thì mình sẽ nhận sau nha. Thôi nhận luôn đi chứ nhận sau cái gì. Đó, một cái phương tiện nè các bạn. Cá voi giải ngân hà khá là xịn nha. Mái tóc nè. Rồi mấy cái này mình nghĩ các bạn biết hết rồi ha. Mình nhận nhanh nha các bạn. Đó cho nó lẹ nha. Rồi dài một cái đầm nè. Trời ơi. Cái này nhà phát hành cho mình cũng cũng hồi hôm thứ hai các bạn ơi. Nhưng mà đến bây giờ mình mới nhận nè. Hôm nay thứ năm rồi nhận chảy các bạn. Hào quang trời sao nè. Ô và cái máy hát giải ngân hà ngon đấy. Ồ, một cái vòm giải ngân hà nữa và một cái ghế nữa nè. Wow, cái ghế gì đóng cái giường dữ vậy trời. Ồ, ghế đi vải ngân hà. Ồ, cũng được đây. Ồ, một vách ngăn giải ngân hà nữa nè. Rồi tiếp tục nha. Và ồ, một cái đài phun nước giải ngân hà nữa các bạn. Khá là xịn nha. Ok. Rồi nhận được cái này nữa nha các bạn. Con gấu nha. Wow. Con gấu gì đen thui lùi vậy trời. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ vô nhà của mình để mình test những cái món này cho các bạn xem. Đặc biệt là cái quầy đăng ký nha các bạn. Rồi vô nhà thôi. Rồi mình như già được rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ sửa nhà nha. Đó và mình đặt hết những cái đồ nội thất hay khi nãy ra luôn nha. Cái gì vậy? Gấu. Ôi cái này to vậy. To giả mang các bạn ơi. Vít ngăn nè. Trời đất ơi. Rồi đặt đại ra nha các bạn. Đó mình đặt lộn xộn như ngầu luôn đi. Mình sắp xếp là sao nha. Đó. Đây đặc biệt là cái quầy câu cá các bạn. Gì mà tùm lum hết trời. Đây quầy câu cá đây. Ồ, cũng khá là to nha. Rồi mình sẽ đặt bên đây đi. Mình học đây đi. Rồi. Đó. Rồi ai muốn đăng ký câu cá thì đăng ký nha. Ok. Rồi mình sẽ bắt đầu review nha. À, đây là đồ VIP các bạn. Máy nghe nhạc nè. Ồ vô đây mình có thể thay đổi được nhạc nè. Ghế. Cái giường nè các bạn. Là cái ghế nha, dặn giường. Wow khá là xịn nha. Cái con gấu mà che mắt nữa nè. Wow cái này xịn dữ người ta. Tại phun nước các bạn. Thôi cải nó đi. Đặc biệt là cái gói này nè các bạn. Gói này mua bằng tiền nè. Rồi gói này phải sử dụng sao đây. Ủa. À bấm vô đây. Kích thước à. À vậy do mình chọn. Wow là những con cá mà trong hòm này có các bạn. À là mình ví dụ như mình muốn cho các bạn câu cá sấu đi. Đó mình sẽ bấm chữ ok. Số con à. Có số con đó à. Mình nhờ kích thước số con là kích thước đi, ai to nhất rồi đó thắng các bạn trong vòng 15 phút. Bắt đầu. Let's go. Đang chuẩn bị cuộc thi câu cá cá sấu lớn nha các bạn. Đang chuẩn bị cuộc thi câu cá sấu lớn. Ơi trời trời ơi, cuộc thi câu cá sấu lớn 15 phút rồi hả. Ơi cái con cá này nó bị cái gì vậy, cái gì mà nó la làng vậy trời ơi. Không biết là có nghe tiếng gì không ta, để mình bắt chỉnh âm thanh game lại nha các bạn. Ok, rồi mình đã chỉnh âm thanh game rồi nha. Mình tạm thời thì mình không nghe gì hết các bạn ơi.
gì vậy? 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 Gì vậy trời? Đó, rồi ai muốn tham gia thì vô đây tham gia thôi các bạn. Đó, đăng ký thôi, đăng ký và tham gia nha. Hiện tại thì có một mình thôi, mấy những bạn này chưa đăng ký các bạn. Đó, ai đăng ký thì chỉ cần chạy lên đây đăng ký nha, và câu cá nha. Ủa, có thưởng cái gì không ta? Có phần thưởng không ta? Trời đất ơi, mình cũng biết có phần thưởng hay không nữa các bạn. Dẹo ơi, này chắc đợi 15 phút sau mới biết các bạn ơi. À, cái này hình như là phần thưởng là do chủ nhà các bạn ơi. Đó, chủ nhà thưởng gì thưởng nha, còn chủ nhà không thưởng thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ tạm thời kết thúc cuộc thi tại đây nha. Tại vì mà, bây giờ không lẽ mình ngồi đây mình đợi 15 phút trời. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào phần thưởng, phần quà của Thư nha các bạn. Đó là ôi Thư ta, quà tặng khá là nhiều nha. Ôi đặc biệt mấy cái nơ nữa nè. Trời dễ thương chứ hả. Và đồ của một bạn nữ nữa các bạn. Ủa cái gì mà đồ nữ không vậy trời, thôi chịu rồi. Đặc biệt cái này nữa, có cái bột màu nè các bạn. Ôi, hình như là hết rồi. Còn cái gì mới nữa không ta? Ôi, hình như là hết rồi các bạn, không còn gì mới hết á. Ok, chắc mình nghĩ video của mình cũng đến đây thôi nha các bạn. Đó, ở video sau thì mình sẽ review nhà là 455 thỏi vàng cho các bạn xem nha. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye.